Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản 11.1 đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam. Điều này có nghĩa là mùa giải xếp hạng đã quay trở lại với các game thủ Liên Minh huyền thoại. Và như thường lệ, trong năm vị trí, đi rừng luôn giành được sự ưu ái không nhỏ. Đây không chỉ là niềm tự hào của máy chủ VCS, mà nó còn tác động trực tiếp đến kết quả bất kỳ trận đấu nào. Thế nên những vị tướng trong khu rừng luôn phải cố gắng sở hữu một sức mạnh vượt trội để có thể một mình gánh team trong cả trận đấu. Tuy nhiên, trong khi trải qua giai đoạn thử nghiệm tiền mùa giải, Riot nhận thấy sức mạnh một số vị tướng đang quá bá đạo và cần phải chỉnh sửa gấp. Cụ thể thì Ivern và Grave đã thay nhau làm mưa làm gió trong khu rừng nhờ vào khả năng thích ứng với các trang bị thần thoại. Do đó Ivern sẽ bị tăng thời gian hồi chiêu Q ở mọi cấp lên thêm 2 giây và giảm tỷ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm ở chiêu E. Grave sẽ bị giảm sức mạnh công kích cơ bản từ 68 xuống 66, khiến cho việc đi rừng ở giai đoạn đầu sẽ khó khăn hơn một chút. Với việc hai con bài này đã bị giảm sức mạnh, thì câu hỏi lớn với lúc này là vị tướng nào sẽ vươn lên thế chỗ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, Mai Tài Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Thứ nhất, Elise, nữ hoàng nhện nhện. Xuyên suốt từ mùa giải trước đến nay, nhện chúa và đàn con luôn góp mặt trong nhóm những con bài đi rừng hàng đầu ở cả xếp hạng đơn lẫn đấu trường chuyên nghiệp. Vì tướng này sở hữu khả năng dọn rừng rất nhanh và đi rừng không quá tốn máu. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là một vị tướng dồn sát thương cực mạnh, khả năng outplay lớn với chiêu E đánh đủ. Vì vậy Elise tạo ra nhiều tác động có lợi cho team. Tuy nhiên nữ hoàng nhện nhện là vị tướng đòi hỏi người sử dụng phải có tư duy tốt, đặc biệt yêu cầu khả năng sử dụng kỹ năng định hướng tốt. Ngoài ra Elise là mẫu chất tướng không quá cứng cáp trong giao tranh tổng và khó lật kèo nếu bị dẫn trước. Chuyển sang bảng ngọc bổ trợ của Elise, các bạn có thể lựa chọn nhánh chính áp đảo với bảng ngọc sốc điện giúp gây thêm sát thương mỗi khi Elise tấn công mục tiêu với 3 đòn đánh hoặc kỹ năng riêng biệt. Tiếp theo là phát bắn đơn giản giúp cô nàng nhện nhện của chúng ta gây sát thương chuẩn lên đầu kẻ địch khi chúng bị dính khống chế hay hạn chế di chuyển. Thu thập nhãn cầu là lựa chọn kế tiếp nhằm bổ sung một chút sát thương khi Elise tham gia hạ cục con mồi. Cuối cùng thì với thợ săn tàn nhẫn sẽ bổ sung một chút di chuyển ngoài giao tranh cho vị tướng này. Ở nhánh phụ pháp thuật, các bạn hãy lấy lần lượt áo choàng mây và thủy thượng phiêu nhằm gia tăng thêm độ cơ động mỗi lần Elise thực hiện các cuộc đi săn. Về mặt trang bị, lưỡi hái bóng đêm, kiếm tay ương và đồng hồ Cardonia sẽ bổ sung một lượng sát thương lớn, đồng thời tăng mạnh lượng tốc độ di chuyển. Bên cạnh đó thì nhờ khả năng hóa vàng của đồng hồ cát mà trong lúc giao tranh, Elise có thể tồn tại lâu hơn. Sau khi đã ám sát kẻ địch và tăng thêm khả năng câu kéo khá khó chịu và lợi hại. Tóm lại thì Elise đang được đánh giá rất cao về độ hiệu quả khi sở hữu một bộ kỹ năng có quá nhiều điểm mạnh. Nếu không muốn đối đầu với một vị tướng pháp sư đi rừng quá khó chịu như Elise, thì có lẽ các bạn cũng nên cấm đi cô nàng này khi đánh hạ. Thứ hai, chiến binh điên cuồng Olaf. Từ một tướng đi rừng ăn cỏ, bỗng chốc trở thành một chiến binh Viking khát máu, sẵn sàng lao vào tấn công mọi kẻ thù trong tầm nhìn. Olaf hiện là người đi rừng mạnh thứ hai trong Liên Minh Huyền Thoại với tỷ lệ thắng lên đến gần 54%. Cũng cần nhắc nhở rằng tỷ lệ thắng của Olaf đã bị kìm hãm đôi chút. Tuy nhiên bất chấp việc Riot Games cố tình giảm sức mạnh, vị tướng này vẫn là nỗi khiếp sợ trong khu rừng và rất ít tướng có thể đối đầu với hắn ta trong giai đoạn đầu đến giữa trận đấu. Rõ ràng, khả năng cạch tay đôi của Olaf chắc chắn là quá mạnh. Mặc dù vị tướng này không phải là cái tên có khả năng snowball về cuối trận, nhưng với khả năng của mình, Olaf thường xanh rất sớm nên trận đấu có khả năng bị kết thúc trước khi sức mạnh của Olaf bị đối thủ bắt kịp ở cuối trận. Về bảng ngọc bổ trợ, chúng ta sẽ sử dụng chinh phục bên nhánh chính chuẩn xác nhằm bổ sung cho Olaf khả năng gây sát thương cũng như có thể hồi phục. Tiếp theo sẽ là đắc thắng, giúp cho vị tướng của chúng ta nhận lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục mục tiêu. Với huyền thoại tốc độ đánh, Olaf sẽ được gia tăng đáng kể khả năng gây sát thương từ những đòn đánh tay với lượng tốc độ đánh được cộng thêm. Trong khi đó thì chốt trận cuối cùng sẽ gia tăng thêm sát thương khi bản thân còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng, bước chân màu nhiệm và vận tốc tiếp cận sẽ mang lại cho Olaf công cụ để đi săn hiệu quả hơn.
về mặt trang bị, truy hấp huyết, vũ điệu tử thần và bông vuốt Steroc sẽ bổ sung rất nhiều sát thương cũng như điểm hồi kỹ năng để sử dụng chiêu thức thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì sức chống chịu cũng được đảm bảo với lượng máu cao. Nhìn chung, nhờ nội tại điên cuồng kết hợp với trang bị chấn phái, duy hấp huyết, Olaf đã nhanh chóng trở thành một con quái vật không thể bị đánh bại với rất nhiều khả năng hồi phục. Có lẽ Riot Games sẽ phải tiếp tục giảm sức mạnh Olaf và tăng sức mạnh cho các hiệu ứng như vết thương sâu nhằm làm chậm quá trình hồi phục của Olaf. Nếu không, vị chiến binh điên cuồng này có thể tiếp tục thống trị Summoner Rift ở những phiên bản tiếp theo. Thứ ba, Talia, phù thủy đá. Trong mùa giải vừa qua, Talia rất hiếm khi được lựa chọn ở cả vị trí đường giữa lẫn đi rừng. Tuy nhiên, chỉ với một thay đổi cực kỳ nhỏ ở phiên bản 10.25, Talia đã trở lại vô cùng mạnh mẽ trong vai trò đi rừng. Thậm chí khi xét về tỷ lệ thắng, Talia cũng vượt trội so với các tướng đồng nghiệp khác. Điều đã khiến Talia trở lại ngoạn mục tới như vậy là bởi châu quy, phi thạch không bị giảm sát thương lên quái rừng. Thay đổi này đã giúp Talia farm cực kỳ hiệu quả, tiết kiệm thời gian và mở ra nhiều cơ hội đi ganh hay xâm lăng rừng địch. Qua đó, tốc độ di chuyển cộng thêm từ nội tại, lướt tường của Talia được tận dụng tối đa. Talia cũng là vị tướng có thể tiêu diệt cua kỳ cục vô cùng nhanh chóng với hiệu ứng hất tung từ chiêu W, quăng địa chấn. Vì vậy, cô nàng phù thủy đá có thể kiểm soát tầm nhìn ở sông cực kỳ tốt, tạo ra nhiều lợi thế cho đồng đội. Đó là còn chưa kể tới việc đây là kỹ năng vô cùng nguy hiểm trong những tình huống đi ganh. Nhận thấy được sự nguy hiểm đó, Riot Games đã nhanh chóng hành động khi đánh thẳng vào khả năng đi ganh của Talia bằng cách giảm tốc độ di chuyển từ nội tại bị nerf. Điều này khiến cho tầm ảnh hưởng và khả năng snowball của Talia không còn quá lớn như trước nữa. Dẫu vậy, với các cao thủ thứ thiệt thì cô phù thủy này vẫn rất hữu dụng trong chế độ xếp hạng. Về bảng ngọc bổ trợ của Talia, ở nhánh chính áp đảo, chúng ta sẽ lựa chọn điểm ngọc thu thập hắc ám nhằm tăng tiến sát thương dựa trên số hồn thu được thông qua các cuộc ganh. Tiếp theo là phát bắn đơn giản giúp Talia gây thêm sát thương chuẩn lên đầu kẻ địch khi chúng bị dính khống chế hay hạn chế di chuyển. Thu thập nhãn cầu sẽ là sự lựa chọn kế tiếp nhằm bổ sung một chút sát thương khi cô nàng này tham gia hạ gục con mồi. Cuối cùng thì với thợ săn tham lam sẽ bổ sung một chút chỉ số hút máu toàn phần. Ở nhánh phụ pháp thuật, các bạn hãy lấy lần lượt áo choàng mây và thủy thượng phiêu nhằm gia tăng thêm độ cơ động mỗi lần Talia thực hiện các cuộc đi săn. Về mặt trang bị thì Talia cũng tương tác cực kỳ mạnh với trang bị thần thoại và bão tố lưu lịch. Việc không phải mua item phù phép như ở mùa 10 đã khiến cho tốc độ lên trang bị của Talia nhanh hơn rất nhiều. Kế đến, đồng hồ Cartonia và quỷ thư Morello sẽ đảm bảo khả năng sống sót và tạo ra đột biến trong sát thương. Điều này tạo tiền đề cho khả năng snowball ở giữa trận của Talia là cực kỳ khủng khiếp. Tóm lại, Talia đang sở hữu tốc độ dọn rừng vô cùng nhanh và có thể chuyển hóa lợi thế đó thành những pha đi ganh sớm. Với việc được rất nhiều game thủ chuyên nghiệp tin dùng ở thời điểm hiện tại, sẽ không quá bất ngờ khi Talia trở thành tướng vô cùng hot tại các giải đấu mùa xuân sắp tới. Thứ tư, sát thủ hư không, Khazix. Tuy không được nhiều người để ý, nhưng Khazix đang là vị tướng đi rừng có tỷ lệ thắng ổn định ở mức cao là trên 52%. Những thay đổi ở khu rừng như việc bãi cóc có khả năng hồi máu và năng lượng thay cho cua kỳ cục khiến lối chơi Power Farm được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Do đó, đối với một vị tướng phụ thuộc vào trang bị và cấp độ như Khazix, thì những thay đổi này sẽ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, việc loại bỏ các trang bị rừng, nâng cấp cũng giúp Khazix tiết kiệm được vàng và đạt ngưỡng sức mạnh sớm hơn. Ở mùa 11 này, Khazix có thể lên thẳng những món đồ chấn phái của vị tướng này. Về bảng ngọc bổ trợ của Khazix, nhiều game thủ đã lựa chọn chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác, bởi lẽ nó giúp cho Khazix hồi phục tốt hơn, từ đó co quay và gây rối loạn đội hình địch trong giao tranh. Kế đến, lần lượt đắc thắng, huyền thoại kháng hiệu ứng và đốn hạ sẽ là những công cụ hiệu quả để Khazix tự tin lao vào tiêu diệt con mồi, dù là trâu bò nhất đi chẳng nữa. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, tác động bất chợt sẽ bổ sung thêm một chút sát lực và xuyên kháng phép, trong khi thợ săn tham lam sẽ cung cấp chỉ số hút máu toàn phần, từ đó gia tăng khả năng hồi phục ở những trường hợp đi ganh cụ thể.
Về mặt trang bị, dạ kiếm Thrakta sinh ra gần như là để dành cho Khazix. Món trang bị này quá hoàn hảo để những vị tướng sát thủ có thể nhất kích tất sát, sau đó chuồn đi một cách dễ dàng nhờ vào khả năng tàng hình. Ngoài dạ kiếm Thrakta ra, thì áo choàng bóng tối và kiếm ma Yumu cũng là những trang bị mà Khazix không thể thiếu để tăng khả năng ám sát của hắn ta lên một tầm cao mới. Một xạ thủ yếu máu hoàn toàn có thể trở thành một con mồi ngon cho Khazix mỗi khi vị tướng này bắt đầu chuyến săn mồi của mình. Tóm lại, những thay đổi trong mùa giải mới đang ủng hộ rất nhiều cho Khazix. Vị tướng này sẽ có khoảng thời gian thoải mái vào đầu trận và trở nên cực kỳ đáng sợ sau khi có được dạ kiếm Thrakta. Chính vì vậy, đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể leo danh tốt hơn ở mùa giải thứ 11. Thứ 5, Nunu và Willum, cậu bé và người tuyết. Giống như những con bài mang thiên hướng chống chịu, Nunu cũng đang nổi lên như một hiện tượng gần đây. Ưu điểm của Nunu có thể kể đến mai cũng không hết. Chẳng hạn như khả năng ăn rừng không tốn máu, cướp rừng vô địch, kiểm soát mục tiêu mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại, khả năng làm chậm mục tiêu, sức chống chịu mạnh và máu cực kỳ nhiều. Về cuối trận, bạn thấy được một Nunu 5.000 máu là chuyện rất bình thường. Về bảng ngọc bổ trợ của Nunu, ở nhánh chính pháp thuật, các bạn hãy lựa chọn tăng tốc pha để giúp những cuộc đi săn của Nunu diễn ra hiệu quả hơn, với 75% kháng hiệu ứng làm chậm và lượng tốc độ di chuyển được gia tăng rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, về áo choàng mây, mau lẹ và thủy thượng phiêu cũng là những ô ngọc giúp cho Nunu chạy nhanh hơn. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác, Đắc Thắng sẽ hồi lại cho vị tướng này 12% lượng máu đã mất sau khi tham gia hạ gục con mồi. Trong khi đó, huyền thoại tốc độ đánh sẽ phần nào giúp Nunu gây sát thương từ những đòn đánh tay tốt hơn. Về mặt trang bị, Nunu với khiên thái dương và giáp liệt sĩ sẽ trở thành con quái vật mà không ai muốn đối đầu. Giáp gai sẽ cung cấp cho Nunu khả năng phản sát thương. Với bộ trang bị trên, Nunu sẽ trở thành tanker bất tử với bộ chiêu thức khống chế diện rộng. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các chỉ số phòng ngự thì lượng sát thương phép cũng được gia tăng đáng kể. Từ đó thì Nunu có thể trở thành một con bài chiến lược trong giao tranh. Tóm lại thì Nunu có thể nhanh chóng dọn quái rừng trong bất kỳ giai đoạn nào của trận đấu. Chính vì vậy, nếu biết cách tận dụng tối đa các bãi quái rừng trong meta hiện tại, đồng thời kết hợp với khả năng gank xuất sắc, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được thành công. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 những vị tướng đi rừng đáng để các bạn thử trong phiên bản đầu tiên của mùa giải 2021. Nếu các bạn nào có main là đi rừng thì hãy chuẩn bị tinh thần làm quen với một meta đầy xáo trộn trong khu rừng Summoner Rift đi nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.